Hello mọi người, video này mình sẽ trộn đất và mình trồng Ario với lại Lofo ha. Thì đợt trước, các cái video trước thì mình có giới thiệu là các cái cây của mình mua bên Thái về á. Thì bây giờ mình sẽ trồng vô lại. Hôm nay mình có Cotropianus Elephantidens Live Oibo nè. Còn nhỏ nhỏ, mấy cây nhỏ xíu như này á là Lodii á mọi người, Lodii gieo hạt nó rất là bé. Mình có một cây Lofo này, hôm nay sẽ trồng Lofo ha. Lofo nó ra rễ rất là nhiều rồi, ra rễ con rất là nhiều rồi. Nếu như mà mình không trồng để lâu quá thì cây nó sẽ có cái dấu hiệu là nó bị thiếu nắng, nó sẽ bị hở trắng cái đầu và nó hơi nhô cái đầu cao một chút ha. Cho nên là đã ra rễ non rồi thì mình sẽ tranh thủ mình trồng vô. Như cây này nè, các bạn sẽ thấy rễ non của nó rất là nhiều luôn. Mấy cái trắng trắng như này chính là rễ non đó mọi người. Đây nè. Rồi thì mình sẽ trồng một cây như này. Mình sẽ trồng một cây như này ha. Cái cây như này. Thì đất hôm nay mình trộn giống như đất video trộn đất hôm bữa, nhưng mà nó có thêm một thành phần nữa là Canoma. Rồi bây giờ mình sẽ trộn ha. Thì gồm có soil mix, sẽ có soil mix. Soil mix là đất trồng xương rồng và xương đá người ta đã trộn sẵn rồi á. Mình sử dụng soil mix này. Ha. Cactus and succulent soil mix. Mình dùng cái này để mình trộn cho nó đỡ dùng phải dùng bít mót á, cái này người ta đã trộn sẵn rồi. Về tỷ lệ thì mình không có tỷ lệ cụ thể cho các bạn. Các bạn có thể trộn 2 soil mix, 1 bumite, 1 AK hoặc Canuma, hoặc là ví dụ như đá cầu vồng cũng được, mình thấy cũng được, miễn là nó thoáng đất ha. Còn không á, thì các bạn có thể trộn, nếu mà các bạn muốn trộn thoáng cho những cây lớn này kia thì các bạn có thể trộn tỷ lệ 1:1:1 ha. Mình thì bởi vì đây là những cây con cần độ ẩm cho nên là mình sẽ sử dụng soil mix nhiều hơn. Trong soil mix này thì nó đã thoáng rồi mọi người, người ta đã trộn sẵn, các bạn thấy là người ta đã trộn sẵn bumite nè, perlite nè, vỏ thông nữa nè. Và thường thì ở trong này người ta cũng có phân này kia xong rồi, nhưng mà mình sẽ trộn thêm với lại cho thêm thuốc tím vô. Ở đây mình có bumite nè. Bumite mình thấy nên xài cái size nhỏ, nó sẽ tốt hơn. Mà bữa mình mua không có size nhỏ, này size 36 mình thấy nó hơi lớn. Mình sẽ trộn thêm Canoma. Đợt trước thì các bạn, video trước thì mình không dùng Canoma, nhưng mà trong video này mình dùng Canoma. Giới thiệu cho các bạn một chút xíu về Canoma ha. Thì các bạn sẽ thấy là sự khác nhau giữa Canoma và Acadama là nó, thứ nhất là cái màu của nó ha. Màu của Canoma là màu trắng, màu kim kim á, trắng. Màu Acadama thì màu nó giống như cà phê sữa vậy đó. Bumite thì khi ướt thì màu nó sẽ tối hơn ha. Thì cái này đều là đá núi lửa hay sao á. Nhưng mà cái loại Canoma này nó có tính acid. Độ pH của nó như là 4 tới 5 á, khoảng 4 đến 5. Mà mình tìm hiểu thì Lofo và Ario có thích cái môi trường acid, đất có môi trường acid hơn. Acadama thì độ pH của nó trung tính, hơi kìm một chút, nên là mình sẽ sử dụng Canoma để trộn cho trung hòa cái pH của đất. Cái này là
không có ai chỉ hết á mọi người, không có ai phân tích cái này hết, không ai phân tích pH của đất dành cho mấy cái cây đó khi trộn những cái thành phần này. Cái này là mình tự tìm hiểu rồi, mình tự suy luận rồi, mình tự trồng thôi. Thì Kanuma trước đây có một anh dùng trồng Ario thì ảnh có dùng hay dùng, nhưng mà ảnh dùng lót vào cái gọi là rải mặt á. Tại vì khi Kanuma rải mặt thì khi các bạn tưới á, màu nó sẽ chuyển màu, và khi nó khô thì có thể mình nhận biết được là cái chậu của nó khô chưa. Nhưng mà có một nhược điểm là Kanuma rất là nhẹ, cho nên là rải mặt mà trời cái vườn của mình mà kín gió thì ok, chứ mà có gió nhiều thì rất là dễ bay luôn ha. Còn ảnh có trộn vô trong đất hay không thì mình lại không biết. Và Kanuma thì nó mềm lắm mọi người, bóp là nó bể ha, bóp thì nó sẽ bể như thế này nè. Mình sẽ trộn vô đất. Mình dùng Kanuma mấy năm nay rồi, có lúc mình dùng có lúc mình không, tại vì thực ra thì không, mình thấy không cần thiết phải dùng, và Kanuma cũng khá là mắc, cho nên là mình, nhưng mà khi trồng Ario thì mình muốn trung hòa cái độ pH của đất, cho nên là mình sẽ pha trộn vô cho nó. Có lúc mình không dùng, có lúc mình dùng ha. Rồi mình đã dùng trước đó rồi thì mình thấy vẫn ok mọi người, không có ảnh hưởng gì tới sự phát triển của cây hết, cây vẫn phát triển khỏe thôi, nên là mình tin là có thể sử dụng ok với nó. Rồi bây giờ mình sẽ pha, mình trộn thêm một ít vermi. Phân thì mình sử dụng hai loại, một loại là phân này thì các bạn hôm bữa mình đã nói rồi ha, phân này của Nhật. Mà phân này các bạn nếu trong cây con thì mua size nhỏ, này mình mua size bự quá. Cái này mấy cái này, một cái những cái này thành phần này đều là mắc tiền hết á mọi người. Trồng mấy cái cây xương rồng mình trồng xong mình thấy tốn tiền mua đất quá. Nên là các bạn nào mà mới chơi thì các bạn có thể không nhất thiết phải đầu tư về phân như thế này. Các bạn dùng phân vàng này cũng được, bên Thái Lan mình thấy người ta trộn phân vàng á. Rồi thuốc tím, rồi các bạn không cần phải dùng Kanuma, các bạn dùng Pumice với lại Summit thôi cũng được, không cần phải cái AK hoặc là Pum Kanuma. Còn các bạn có điều kiện thì các bạn có thể trồng thêm được nha. Các bạn có thể bỏ thêm phân vàng, cái này là phân vàng. Phân vàng có NPK là 14-44, nitơ, phosphor với lại kali đều là 14 hết. Nhưng mà cũng nay cũng là cái tìm hiểu của mình, với lại có một bạn chia sẻ với mình đó là Ario và Lofo thì thích cái nó là dòng rễ cũ cho nên nó thích cái độ NPK thì sẽ là dầu phosphor hơn, kali và phosphor, còn nitơ thì nên giảm đạm, nên giảm lại. Nghĩa là phosphor thì nó sẽ giúp cho bộ rễ được cứng, cứng cáp. Cho nên là đó là lý do vì sao mình dùng cái phân mica của Nhật để mình sử dụng. Loại phân này thì nó không có, nó thấm, nó là phân tăng chậm lâu. Nó cũng giống như phân vàng vậy đó, nhưng mà nó không có bị làm cho cái cây của mình là bị nóng á mọi người, bị nóng, bị cháy này kia. Mình hồi đó mình thấy cái phân mà Hibonex á cũng là một loại phân rất là tốt, nhưng mà nó phân nước. Phân nước thì mình tưới lên trên cây thôi, mà mình thì lười tưới cây bằng phân nước quá nên trộn. Mình sẽ cho thuốc tím nha ha, có cây bị rệt. Ok bây giờ trộn lại. Rồi. Sau khi trộn thì đất phải rất là tơi xốp luôn ha. Các bạn bóp chặt như thế này nè, nó tơi xốp như thế này thì cái rễ của cây nó đi, nó sẽ đi thẳng xuống và nó bị thông thoáng, nó không có bị bí cái rễ ha. Mình sẽ đổ ra đây.
theo mình thì thành phần mà Pumice và AK, nếu mà mình tốt nhất thì mình sẽ dùng size nhỏ nhất là size SS đối với AK và size 1-3mm đối với Pumice. Nhưng mà không có, nó size 36 nó bự. Size 36 thì nên dành cho cây trưởng thành hơn ấy. Lodi Eye á, thì size nhỏ quá. Size này á, các bạn đừng có đợi cho nó ra rễ nha, nó ra không nổi đâu. Các bạn mà cứ không có chịu trồng nó, rồi các bạn cứ để ngày này qua ngày nọ, tuần 2, tuần 3, tuần 4, tuần 5, tuần 3, 4 tuần là nó héo cái cây, càng ngày nó càng héo cây, nó sẽ suy cây á. Size mà chờ ra rễ non thì cỡ này ít nhất cũng phải cỡ này mọi người. Và đặc biệt á, các bạn để ý nè, có một cái điểm mà mình để mình xíu. Mình mua Ario thì ở nhiều nguồn, nhiều seller ha. Có loại thì mình mua của seller này, có loại mình sẽ mua của seller khác. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn sự khác nhau giữa rễ của cây một chút. Của một cái này là một cái hay mà mình phát hiện được. Không phải phát hiện mà là giống như là mình tự nghiệm ra sau khi mình mua hàng của các seller. Thì đây là ba cây. Anh này là Cotubianus. Cotubianus, cái này là Lodi Eye và cái này là Retusos ha. Đều là hàng gieo hạt hết. Thì đối với Lodi Eye, bởi vì nó là cây con mà nó quá là nhỏ, cho nên là cái rễ của nó rất là mềm và trắng, màu trắng non tung búng và nó mềm. Khi nó mất nước thì ship lâu thì nó sẽ mềm ha. Còn rễ của Retusos thì cũng tương tự, đó là nó mềm màu trắng và mọng nước, cho nên khi ship lâu thì nó sẽ hơi mềm đó. Còn rễ của Cotubianus màu vàng, màu các bạn thấy cái màu nó khác biệt không? Màu vàng và nó cứng lắm mọi người. Và trong ba đứa này thì thằng này sẽ có khả năng ra rễ con nhanh nhất và tốt nhất. Còn hai đứa này á, thì cái thằng nhỏ này cái khả năng ra rễ con của nó khó lắm mọi người. Tại vì các bạn càng để lâu á, thì có thể nó có ra rễ non đó, nhưng mà cây nó sẽ bị suy yếu. Tại vì thứ nhất là cái thời gian cây này chắc mới còn năm, không biết mình như là được, mình quên hỏi seller là gieo hạt bao lâu rồi. Mình cho là được gần 1 năm đi. Thì nó vẫn còn nhỏ quá và nó bé quá. Thì khi mà cây ship rễ lâu về, những cây này đều có thời gian ship là giống nhau hết là 13-14 ngày rồi. Thì nó sẽ teo dần, mất nước thì nó sẽ teo dần ha. Thì khả năng ra rễ con, cây càng nhỏ thì khả năng ra rễ con của cây nó sẽ bị hạn chế. Cây này thì to nhất đúng không? Về độ tuổi thì thằng này là lâu đời nhất, già nhất là 3-4, chắc là tầm 3 năm á. Này thì tầm 2 năm rồi, cái này thì chắc nhỏ dưới 1 năm. Thì cây này á, mình đánh giá cao nhất về cái cách mà bên seller này gieo hạt. Cây này là từ vườn của ông Ba Xô á mọi người. Mình các bạn biết là mình rất là mê và gọi là follow máy rất là lâu rồi, 5 năm rồi ha. Thì cái cách họ sử dụng đất trồng và cách họ hãm cái đất khi mà cái cây nó, cái rễ của cây nó đã đi đến đáy chậu rồi á,
người ta không vội thay rễ, người ta không vội là thay đất mới cho cây, mà người ta sử dụng cái đất trong một cái chậu đó là từ 1 tới 1 năm rưỡi, để cho cái rễ của nó khi mình đã đi tới cái đáy chậu rồi, nó sẽ ở yên ở dưới đáy chậu và nó sẽ hãm cái tốc độ phát triển của cây. Lúc này cây sẽ tập trung vào nuôi rễ. Nuôi rễ khỏe mạnh thì bộ rễ của nó sẽ rất là già và cứng và to, và khi mà mình cắt á, mình tỉa thì rễ của này nó khỏe mạnh thì cái khả năng ra rễ non của nó rất là tốt, và nó sẽ hạn chế được những cái tình trạng như là bị thối rễ hay là bị hư này kia. Thì còn đối với những cây này, cây nhà nhỏ quá thì mình không nói. Đối với cây này nè, cùng có thời gian xếp giống như nhau, và cây này rễ nó cũng đã bự rồi, nhưng tới bây giờ chưa có cây nào ra rễ non hết mọi người. Thật ra không phải là các bạn lo sợ trong việc là cây nó không khỏe. Cây các bạn, người ta gieo rễ cũ như thế này là đều là gieo chuẩn và tốt hết rồi nha. Có điều là có thể là người ta không hãm cây, hoặc là cái phương thức của họ, họ sử dụng đất trồng như thế nào đó, hoặc là cái phương thức họ theo dõi cái sự phát triển của bộ rễ của Aero nó, mỗi người nó sẽ có những cái phương pháp khác nhau. Thì bên này á, mình sẽ không thể chờ cho cái cây này nó ra rễ non rồi mới trồng được. Mình sẽ chỉ chờ vết cắt của cái rễ này nó khô rồi mình trồng thôi. Thì lúc mà trồng vô thì cái đất ẩm á, nó sẽ kích thích cây dễ ra rễ hơn. Nhưng mà cái cây này nè, thì khi mà cây ra rễ non thì nó sẽ, các bạn trồng vô thì cái đảm bảo được cái độ an toàn tốt hơn, đúng không? Nhưng mà đối với những cái cây mà cái khả năng mà nó không ra rễ non dễ dàng á, thì các bạn còn trồng vô, chứ không phải là lúc nào các bạn cũng đợi, cây nào các bạn cũng đợi, cũng chờ lâu lắc nó mới chờ nó ra rễ non thì nó mới trồng vô ha, các bạn mới chịu trồng. Đó, thì cái này là phân tích của mình thôi. Và hàng nào nó cũng sẽ có cái giá của nó hết mọi người. Cái cây mà người ta bỏ nhiều năm và người ta gieo, hoặc là giống của người ta chất lượng và người ta sử dụng những phương pháp tốt và phát triển cây á, thì đương nhiên là cái giá thành người ta bán ra cũng sẽ cao hơn so với những cây mà nó mau lớn và được thúc đẩy và dễ khai thác hơn ha mọi người. Ok rồi, đó là một vài cái này là ý kiến riêng của mình nha. Không phải là một cái quy chuẩn gì đó mà gọi là của chuyên gia này kia đâu. Mình chỉ chia sẻ suy nghĩ của mình và cái nhìn nhận của mình dựa trên cái trải nghiệm mua hàng của mình và trồng cây của mình nha. Mọi người chứ có nhiều người khác thì người ta sẽ có những cái kinh nghiệm riêng của họ riêng. Ok. Bây giờ mình sẽ trồng vô. Mình sẽ trồng cốt trước. Size này là size nhỏ. Mình mua về và mình chưa có bán. Mình cũng có size to hơn đã trồng vô cây rồi, nhưng mà mình cũng chưa muốn bán bây giờ. Mình chờ cây nó phát triển lớn đã. À quên ha. Lẽ ra là nên rải một lớp AK lên trên bề mặt luôn, rồi hẳn trồng. Tại cây nhỏ quá thì một lát trồng xong rồi mới rải á, thì nó sẽ dễ bị phủ lên trên cái cây á. Nhưng mà bây giờ mình hết AK rồi. Hồi nãy mình định rải Canuma. Rải Canuma có ổn không ta? Thôi mình chờ, mình sẽ tạm trồng chưa rải. Khi nào mình mua Akadama về rồi mình rải hơn. Tại vì AK nó nặng hơn mọi người, nó ít có bị trôi, với lại nhìn nó cũng ngăn nắp hơn á. Nên là nó nặng nên là nó sẽ ngăn nắp cho cái cây hơn. Các bạn trồng những cây nhỏ như này nè mà không có rải AK lên á, thì một lát á, trồng xong rồi nhìn cái khó nhìn thấy cái cây lắm, tại nó đen giống nhau á. Mình sẽ nói một chút về Cotopianus ở vùng Gombaso ha. Đây là dòng lai giữa Elephantidens và Oibo. Có gen của lem nữa, có gen lem nữa. Nó không zoom nét được ta. Trời ơi, nó không thấy lấy được cái nét rồi, không lấy được cái nét rồi mọi người.
Oibo á, thì những cái con mà có mà còn nhỏ như này thì lá nó mấy cái lá đầu nó sẽ rất là nhỏ mọi người. Nhưng mà càng về sau thì cái lá nó sẽ to dần to dần to dần. Lai giữa elephants và Oibo á thì lá của nó sẽ không to bằng Oibo mà phong chuẩn và Oibo chuẩn của họ ha. Nhưng mà lá của nó sẽ to hơn elephant và mặt lá nó sẽ nhăn nhăn. Mặt lá nó sẽ nhăn ở đây, bắt đầu nó đã nhăn rồi nè mọi người. Nó đã nhăn rõ rồi nè. Ha. Thì mấy cái này còn nhỏ quá, cái size này mới có hơn 1 cm à. Nên là còn trồng thời gian nữa thì mới thấy được. Họ có gửi cho mình cây bố mẹ rồi, cây bố mẹ đẹp lắm. Dòng này hoa màu tím, hoa rất là đẹp mà ở vườn của mình thì chưa có ra hoa của Cos. Mình có hỏi cái hỏi họ, tại vì đó giờ mình thắc mắc là tại sao Fix có thể ra hoa dễ dàng, Ghost có thể ra hoa dễ dàng ở vườn của mình, nhưng mà Cotchu á thì nó chỉ có nụ thôi rồi sau đó nó héo không có nở. Thì họ nói với mình là Ghost thích nhiệt độ lạnh và độ ẩm cao. Đây là cái là humid, có nghĩa là nó có cái độ ẩm á, vừa lạnh mà vừa ẩm á. Thì ban đầu mình nghĩ là nó không thích ẩm đâu, nhưng mà không hiểu sao nữa, nhưng mà mình vẫn tin tưởng vào cái khả năng của họ phân tích hơn ha. Nên là hồi trước cái vườn cũ của mình á thì nó nóng, tại vì nó kín, nó mặc dù nó có hở ở bên dưới nhưng mà tính ra thì nó vẫn kín. Còn ở cái vườn mới này thì nó hở 4 vách luôn, hai bên luôn, nó rất là thoáng luôn và gió rất là mát. Thì mình mới chuyển về đây được mấy tháng. Được mấy tháng, chuyển vườn được mấy tháng, cho nên là hy vọng là không biết là nó có phù hợp với cái khí hậu không. Hy vọng là Cos có thể ra hoa. Mình nghĩ chắc là nếu mà có khả năng ra hoa thì phải ra hoa năm sau à, chứ năm nay là không được rồi, không có khả năng rồi. Bây giờ ở các vườn khác mới bắt đầu là thời gian hoa mọi người, mà ở vườn mình thì Ario nở hoa hết trơn rồi. Cotchupia, Physalotus và Godzilla ở vườn mình ra hoa hết rồi. Một cây cây nào cũng vài nụ là đã nở hết rồi. Chắc là cũng sắp chín hạt rồi đó. Đây, sẽ phân tích cho các bạn một chút. Hồi nãy mình có nói là những cái cây quá nhỏ các bạn đừng có đợi cho tới khi mà nó ra rễ thì mới trồng. Tại vì nó nhỏ quá thì nó sẽ bị tình trạng là teo rễ mọi người. Để càng lâu là càng teo rễ. Đó, nó teo nè. Cái cây kia hồi nãy nó bự hơn nên nó khỏe hơn, nó tung búng luôn nè. Đó. Nhỏ quá là nó sẽ bị teo rễ nha. Nên là các bạn cứ trồng vô kích, có ẩm độ ẩm nước trên này kia thì nó sẽ kích cái rễ ra rễ thôi. Còn nếu xui xui thì nó chết thì thôi mọi người mua cây mới. Trồng cây ai mà không chết đúng không? Các bạn trồng cây mà không chết thì làm sao seller người ta bán được nữa. Này mình nói vui thôi nha. Nhưng mà trồng cây chết thì sẽ có kinh nghiệm mọi người. Hồi trước đây mình cũng sợ lắm, vừa tiếc vừa buồn và vừa sợ nữa. Nhưng mà riết rồi sẽ quen, cái gì cũng vậy. Nên là tự mình trải nghiệm, tự mình trải nghiệm, tự mình học hỏi, tự mình nghiệm ra được những cái sai trong quá trình mình trồng, hoặc là nghiệm ra được những cái hay trong quá trình mình trồng, rồi nghiệm ra được cả những cái chưa tốt này kia, mình sẽ điều chỉnh dần. Ví dụ như điều chỉnh nhiệt độ, điều chỉnh độ ẩm, điều chỉnh lượng đất, điều chỉnh ánh sáng đó. Các bạn trong xương rồng thì cố gắng kiên trì nha. Đặc biệt là đối với Ario á thì nó, mình vẫn nghĩ là nó đặc biệt, đối với mình thì nó đặc biệt. Tại vì nó bền bỉ theo thời gian á. Khi các bạn trồng được một cây mà nó tốt rồi á thì nó sẽ sống rất là lâu đối với mình. Và kiểu là nó
nó vẫn giữ được cái form của cây đẹp á. Rồi hết cos rồi thì bây giờ mình sẽ trồng Lodii ha. Lodii thì bé quá bé luôn. Mình khi các bạn mua hàng á, nhớ nói seller đo cái size cây với các bạn tưởng tượng nha. Các bạn tự lấy cái thước các bạn đo lại rồi các bạn hiểu ra được là cái cây đó cỡ tầm bao nhiêu, to cỡ bao nhiêu nha. Chứ nhìn hình á, lúc nào nhìn hình nó cũng sẽ cảm thấy to hơn thực tế bên ngoài. Giống như mẹ mình hay nói là nhìn cái vườn của mình ở trên Facebook hoặc là nhìn hình á thì cảm giác cái vườn của mình nó to lắm, nhiều nữa. Nhưng mà thực tế tới nơi á thì nó lại vườn của mình nó chỉ là một cái diện tích nhỏ thôi. Đó, thì khi các bạn mua cây cũng vậy. Seller người ta cũng có đo đàng hoàng chứ không phải người ta bán cây người ta không đo đâu. Nhưng mà con mắt của mình lúc nào nhìn mình cũng có cảm giác là nó bự hơn á. Có thể do góc chụp hoặc là do tưởng tượng của mình. Rồi, nó nhỏ quá, cái trồng vô giờ nhìn không biết được cái là đứa nào ở chỗ nào luôn á, nhìn nó cứ đen đen giống nhau. Nhưng mà mình hỏi họ thì họ nói Lodii này á là Lodii thuần ấy, là form chuẩn á mọi người. Khi mà dùng xương rồng mà mình dùng cái từ thuần á, được hiểu ở đây là giống như là cái cây đó nó là cái form chuẩn của cái dòng đó luôn. Nhưng mà thật ra dùng từ thuần hiểu sâu xa hơn là giống như là nguồn gốc thuần chủng á, thì mình thấy đã là những cây lai tạo trồng trong farm rồi, và đã qua nhiều đời gen bố mẹ rồi, có thể cây đó nó vẫn giữ được cái nét đẹp của cây thuần chủng. Nhưng mà biết đâu đó vẫn có cái gen của cây được lai tạo ở một cái đời nào đó rồi thì sao. Thực ra thì mình nên dùng cái từ gọi là form chủng đẹp của cái dòng đó là được ha. Lodii thì họ cũng hay lai tạo lắm, lai với Godzilla nè, lai với Godzilla ra form đẹp lắm á. Mặt lá nó sẽ nhăn. Lai với Cotrupianus nè, lai với Cauliflower, à còn lai với lại Maripol nữa. Bé quá, lúc nhận cái mấy cái cây này mình bất ngờ khang luôn á. Mình nghĩ là nó sẽ cỡ size này nè, nhưng mà có những cây nhỏ quá nhỏ luôn. Nhưng mà size này thì các bạn tách được và trồng được rồi nha. Ví dụ các bạn gieo hạt á thì cỡ size này các bạn cũng có thể đã tách được và gieo hạt rồi và sang chậu khác cho nó được rồi. Cho nên là cứ trồng bình thường thôi. Nhưng mà cây càng nhỏ thì sẽ có tỷ lệ chết cao hơn, tại vì nó nhỏ quá. Đối với các bạn trồng cây á, cây càng nhỏ, cây nhỏ quá thì các bạn nên trồng cây nha, chưa nên trồng vào chậu. Chậu mà gọi là chậu riêng biệt giống như cây trưởng thành á, thì mà theo mình thì mình chưa nên trồng vào chậu. Tại vì cây còn nhỏ, cái trồng cây này nó có một cái lợi thế. Trồng cây nó sẽ có một cái lợi thế, đó là nó có độ ẩm và giữ được độ ẩm tốt cho cây. Và nó cũng đỡ chiếm diện tích. Mình thấy trồng cây, cây còn nhỏ trồng cây nhanh lớn hơn á. Và trồng cây nếu mà cây còn nhỏ để giữ độ ẩm thì mình có thể ụp cái nắp lên, ụp cái nắp lên trên cây này nè để cho nó giữ độ ẩm. Video này sẽ khá là dài, nhưng mà mình thấy các bạn cứ
cố gắng xem hết ha. Dĩ nhiên đôi khi mình trồng thì mình biết những gì và trải nghiệm của mình là những gì thì mình sẽ chia sẻ và mình nói. Các bạn mà muốn mua cos nè, retusus nè, frumdosus nè, fissuretus nè thì các bạn có thể inbox cho mình nha. Cây còn nhỏ nên giá cũng rẻ thôi mọi người. Còn ví dụ như các bạn nào mà muốn hỏi về những cái thông tin hoặc muốn chia sẻ thêm về những cái cách gieo hạt hay là kinh nghiệm trồng này kia đối với Ariel và Lofo thì các bạn cũng có thể nhắn cho mình. Mình biết cái gì thì mình sẽ chia sẻ ha. Chia sẻ cho mọi người cùng biết và cùng chơi cái dòng xương rồng này. Xong rồi. Còn dư cái diện tích bên này thì sẽ trồng retusus vô. Thường thì không nên trồng vô như vậy tại vì kích thước của nó chênh nhau quá. Thằng này sau này mà nó lớn nhanh á thì nó sẽ chiếm diện tích của mấy đứa kia dữ lắm. Nhưng mà bây giờ mình thì lại hết cái hết cây con rồi. Nếu mà cứ để trống ở bên này như vậy thì cũng phí, với lại thôi kệ cứ trồng vô. Đây thì mình có một cây retusus và frumdosus ha. Retusus và frumdosus thì form của nó, đây là cây lai nha mọi người. Nào, đây là frumdosus nè. Frumdosus thì lá nó sẽ cái viền lá nó sẽ cong cong. Mình có một cây frumdosus lớn, chuẩn form luôn. Cây frumdosus chỉnh form của mình mà size to nè. Cây này mình có được chắc được 4 năm rồi đó. Mình mua, lúc mình mua thì cũng là size đã lớn lớn rồi. Cây này bây giờ nó rất là khỏe luôn. Và cái này của Nhật, hàng Nhật. Thì đặc điểm của frumdosus là frumdosus mình thấy có hai kiểu lá. Một kiểu lá là lá ngắn, mình thấy kiểu lá ngắn thì là kiểu của người Nhật. Còn kiểu lá dài thì mình thấy là bên Thái người ta ưa chuộng hơn và người ta hay like cái dòng lá dài hay sao á. Thì lá dài á, thì cái chiều dài của lá nó sẽ ra tới đây nè. Và nó hơi không có tròn tròn nhiều như này. Nhưng mà nó sẽ vẫn giữ được cái nét cong của cái đường viền lá. Còn form của Nhật thì sao? Thì nhìn nó như thế này ha. Các bạn sẽ thấy là cái viền của cái lá nó sẽ cong. Nó sẽ cong mà nó cong cái độ, nó có cái độ mềm mại á. Nó cong, có cái độ mềm mại của nó ha. Nè, nó cong cái viền nó như thế này nè, nó cứ cong này đó. Rồi, và mặt lá của frumdosus thì thường thường nó sẽ có một cái đường viền kẽ như thế này nè. Đường viền không có quá đậm đâu. Thì cái cây này á, cái cây mà hồi nãy mình nói đó, cây y, cây lai. Các bạn thấy cái mặt lá bên trong này nó hơi nhăn không? Nó nhăn là do nó lai với lại Fissuretus hoặc là Godzilla mọi người. Nhưng mà cái dòng lai này nó đẹp. Có nghĩa là người ta lai thì cái mặt lá của cây nó sẽ đẹp. Nó vẫn giữ được cái độ cong của cái viền lá. Nhưng mà cái mặt lá nó sẽ nhăn nhăn. Khi lớn thì cũng cây cũng khá là đẹp á. Rồi, trồng vô.
xong rồi. Okay. Đây là cây Cotubianus, rồi Lodii và cả Retusus fundosus. Bây giờ mình sẽ trồng cái cây còn lại. Mình tranh thủ mình trồng cái tám lô phô trước cái đã. Lô phô nó ra rễ non nhiều quá rồi. Lô phô này size bự luôn mọi người. Size này đã là size ra hoa rồi.
có nhiều bạn hỏi là làm sao trồng lô phô mà nó có thể ra được cái sáp hoặc cái phấn trên da coi nó đẹp á. Mình chưa có nghiên cứu nhiều về cái này nhưng mà có như có đọc qua rồi và cũng có tự suy nghĩ ra, thì nếu như mà cây nó được trồng trong cái điều kiện tốt á thì cây nó sẽ đẹp lắm. Đây là cái mà các bạn ấy rất là thích cái màu da. Cây này là Super White, thì bản thân của Super White thì nó đã là trắng và đẹp rồi, cái phấn của cái da của nó, sáp trên da nó là như vậy luôn rồi ha. Còn đối với các cây bình thường giống như các dòng khác á, nó vẫn sẽ có thể tạo sáp và đẹp được với điều kiện là các bạn trồng trong cái môi trường và cái điều kiện tốt cho cây. Cây nào mà trồng trong môi trường tốt và điều kiện tốt thì nó cũng sẽ đều phát triển và đẹp lên hết ha. Môi trường tốt và điều kiện tốt thì gồm có là ánh sáng phải nhiều và đủ. Nhiều ở đây không phải là các bạn phơi nắng trực tiếp cho cây, mà là nhiều ở đây là giống như là cái thời gian sáng của dành cho cây thì nó sẽ là đủ, ví dụ như 8 tiếng một ngày ha. Các bạn trồng mở ban công thì chỉ được có vài 2-3 tiếng thì cây nó cũng sẽ không có phát triển tốt. Độ trải dài của nắng là từ sáng sớm cho tới chiều tối á. Rồi đó là ánh sáng, độ ẩm, ví dụ như cây một khô cái máy bơm nước nó kêu đó. Độ ẩm vườn mà thông thoáng, đặc biệt là vườn mà thoáng gió, mọi người thông thoáng, độ ẩm thấp và thoáng gió thì cái cây lô phô nó sẽ khô ráo và cái da của nó thường sẽ đẹp lắm. Còn độ ẩm cao thì nhiều khi cây nó sẽ dễ bị các cái bệnh rễ, bị cái da của nó bị nấm đó mọi người. Hồi nãy trồng theo hàng thẳng lối, trồng một hồi sao thành hết thẳng luôn à. Do vừa xem cây to vừa xem cây nhỏ. Đúng ra là các bạn nên trồng như thế này nè. Các bạn nên trồng cây to theo một khay, cây nhỏ theo một khay. Các bạn nên lựa theo size á, kích thước á. Chứ các bạn trồng vừa to vừa nhỏ thì sau này nó lớn lên nó không đều. Một nhiều khi các bạn cần nhổ cây to ra khỏi cái chậu hoặc cái khay đó thì nó cũng hơi phiền phức ha. Mình thì cây nhỏ ít quá cho nên mình xen lẫn cho nó đỡ tiết kiệm diện tích đó. Mình chỉ có mấy cây nhỏ, còn lại là các cây nó đều nhau rồi. Hơi cỡ đỡ đi thôi. Ok. Rồi, một khay lô phô đã xong. Còn một khay lô phô nữa.
là tiếp tục trộn đất đó mọi người. Đây là cây cây của Diffusa nè. Diffusa, cây con của nó, người ta nó ra rễ rồi nên người ta ấy. Cái vết này là cái vết vết thương cũ thôi, nó lành rồi, không sao hết. Diffusa thì siêu long nha. Cái cây này cây mẹ rất là đẹp của Nhật. Thì mình tách ra để như thế này để mình trồng thành một cái cây lớn nữa, thì sau này nó sẽ lớn nhanh hơn và đẹp hơn. Cây nó cả đã có rễ cũ riêng của nó rồi thì nó sẽ lớn rất là nhanh. Này nó ra rễ non luôn nè mọi người. Và lô phô nó có một cái hay đó là có thể thay da mọi người. Khi cái cây mà nó bị nám hoặc bị ghẻ như thế này nè, thì trồng một thời gian á, cây nó sẽ đẹp dần đẹp dần đẹp dần lên nha. Ui tỏi ơi, này là này hết hồn luôn á. Đây là lô phô Frisi lái với Yatagai á mọi người. Dòng này thì cũng đẹp ha. Muối nó sẽ không có quá bự, nhưng mà cái màu da nó sẽ trắng và cái hoa màu hồng cũng rất là đẹp. Lớn càng lớn thì sẽ càng trổ phôm ha. Phôm này đã là ra hoa rồi. Mấy cái này là đều để bán hết đó mọi người, giá cũng không có cao, 100.000 cỡ đó, 100.000-150.000 tùy cây nha. Lại kiểu là bây giờ giá lúc mua về thì nó sẽ rẻ hơn là cây, giá của cây khi trồng vô lại rồi, thì trồng lại rồi thì cây nó sẽ lớn hơn hoặc là nó sẽ đẹp hơn, rồi người ta căng ra phôm đẹp ra thì nó sẽ mắc hơn, chi phí nó sẽ, giá sẽ cao hơn ha. Mà bây giờ mình đang bận quá nên mình không có bán. Mình để trồng vô thời gian cho nó ổn định đã. Thì chưa có thời gian để đăng bài bán cây hoặc ship cây cho các bạn. Bạn nào muốn mua thì có thể inbox cho mình được. Còn đăng bài bán thì chờ thời gian nữa. Thì mình chưa có thời gian để đăng bài nữa.
Mình giải thích cho các bạn một chút. Khi mà các bạn thấy rễ của lô phô nó không có quá to, cái dòng lô phô á, thì là dòng rễ cũ giống như Ario vậy đó. Có cây á, thì tùy theo cách trồng của seller và cái người trồng á, thì cây nó sẽ tập trung vào nuôi thân hay là tập trung vào nuôi củ. Nếu như mà cây mà được tập trung vào nuôi thân á, thì cái thân ở đây này lớn rất là nhanh, đẹp, mướt. Nhưng mà cái đương nhiên khi cây tập trung vào nuôi thân thì cái củ của nó sẽ không có được tập trung nhiều, và nó sẽ không có tập trung, cái củ của nó sẽ không có cằn và không có to ra nhiều. Còn nếu như mà cây mà thường các bạn mà trồng cây tốt á, dinh dưỡng tốt á, thì cây nó sẽ tập trung vào nuôi thân và ra hoa và cho hạt ha. Còn đối với, cho nên cái thời gian mà nó ra hoa hoặc thời gian cho hạt sẽ nhanh hơn những cái cây mà các bạn trồng cằn. Cây trồng cằn thì đường cái độ dinh dưỡng nó sẽ thấp hơn. Thì khi này, lúc này á, cũng giống như ngoài tự nhiên vậy đó mọi người. Khi cái cây ngoài tự nhiên mà nó cằn cỗi, nhìn cái thân của nó rất là sơ sát, xấu, sơ sát và nhỏ. Nhưng mà bên dưới cái củ nó sẽ tích, nó sẽ có cái cơ chế là tích trữ dinh dưỡng và nước ở củ. Từ cái củ đó nó đi nuôi cái thân. Cho nên là khi trong môi trường khắc nghiệt á, thì nó sẽ tập trung nuôi cái củ và tập trung tích trữ ở đó, thì thành ra là cái củ của nó sẽ rất là bự ha. Cho nên là các bạn đừng có nghĩ củ nhỏ thì không phải là cây gieo hạt, cũng là cây gieo hạt hết. Chẳng qua là người ta trồng tốt và nó nuôi cái thân, cái cây nó bự hơn thôi. Và cũng có một số cái dòng có sự khác nhau giữa các dòng nha mọi người. Freesy thì thường nó là cái dòng không phải là chuyên nuôi củ. Những cái dòng chuyên nuôi củ như là dòng Quasi á, mình biết mình phát âm có đúng không? Dòng này là dòng củ siêu to và bự, rất là đẹp luôn. Có khi cái củ nó còn to hơn cả cái thân nữa. Nhưng mà đối với những dòng này thì mình trồng Freesy thì cũng, mình thấy những seller mà bán hàng mà từ Âu Mỹ á, thì họ, cái cách trồng của họ nó rất là, thường nó sẽ khá là cằn. Cho nên là cái củ của cây rất là to và rất là đẹp luôn. Nhưng mà bên Thái hoặc Nhật thì người ta cách trồng của họ khác ha. Cái cây, cái thân của nó rất là đẹp. Bên Thái hoặc Nhật trồng cái thân của cây rất là đẹp. Bạn nào mà gọi là ngán gieo hạt, tại vì gieo hạt lâu có lâu lớn quá, thì các bạn mua sai cỡ này nè, lớn rất là nhanh luôn, cỡ này nó lớn rất nhanh và nó đã là sai ra hoa rồi, có mấy cây nó ra hoa rồi nè, nó khô luôn cái bông luôn nè. Rồi xong, mình vẫn còn dư 2 cây. Bây giờ mình phải trộn cái, mình đã trộn để trồng cái cây Ario rồi. Nhưng mà mình sẽ tắt và mình tách thành 2 video nha. Tại vì video này dài quá, tới 1 tiếng đồng hồ rồi.